Ôi, chào tất cả các bạn, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình và anh Huy đại ca cùng tiếp tục. Ui, trời ơi. Chú vô lộ luôn. Chà ơi. Mua lộ sẽ đi xoay lái mua lộ. Đang đi ra bờ cảng để đi bắn cá các bạn ạ. Và anh Huy vừa gặp một con cá rất lớn nhưng mà chưa kịp bắn. Nó đã chạy mất. Đây là cửa biển Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu các bạn. Hôm trước anh em mình có đi một hôm cũng bắn được một con cá hồng. Bây giờ anh em mình tiếp tục lại đi bữa thứ hai. Đấy, anh đang đi tìm cá. Anh vừa phát hiện một con cá nhưng mà nó chạy nhanh quá, anh chưa kịp bắn. Bây giờ mình sẽ quay video và xem anh có tìm được con cá không. Chúc là anh sẽ bắn được. Đây là bờ cảng thưa các bạn. Đấy. Do lần trong bờ cảng thế này nên chúng mình chỉ đi lặn vo thế này thôi các bạn ạ. Và khi nào gặp cá thì anh sẽ dùng mũi tên, cái súng bởi bắn. Đấy, anh đã thấy. Chuẩn bị anh sẽ, chúng ta sẽ chờ xem anh có bắn được không. Anh vừa báo là vừa thấy cá các bạn. Đấy, mình phải giữ yên tĩnh. Quay súng ra. Quay đây là trên tao rồi. Quay đây mẹ ơi. Quay súng đã bắn rồi. Quay. Anh vừa bắn trượt con cá các bạn ạ. Rất, rất tiếc. Quay uy tín đâu mà bắt đi. Thế bây giờ anh bắt súng lại để tiếp tục đi bắn. Anh vượt bắn trật một con cá. Và đây là ba con cá mà anh Huy đã bắn được trước khi mình quay video các bạn. Đây, ba con cá hồng anh bắn được cả chỗ này trước khi mà mình quay video đấy. Sản phẩm của buổi sáng hôm nay đấy các bạn. Ba con cá rất ngon. Bây giờ anh sẽ vẫn tiếp tục đi bắn. Mình sẽ đợi xem anh có làm thêm được con nào không. Còn đây là thành quả lúc trước mình chưa quay kịp video. Đấy. Còn sống các bạn ấy. Đấy, một chiếc thuyền vừa đi biển về đang vào cửa các bạn. Mình thấy chiếc thuyền này chỉ có một ngư dân thôi, chiếc thuyền bé đi thả lưới. Còn anh Huy vẫn tiếp tục đi tìm cá và anh chưa phát hiện được thêm một con cá nào. Anh lặn lâu quá. Ô, anh tiếp tục lại bắn được một con cá nữa rồi.
Đây là con cá thứ tư các bạn ạ. Đấy vẫn là con cá hồng. Đấy. Một con là con thứ 4. Đây con cá hồng các bạn. Giơ lên, giơ lên. Đấy ấy. Là sáng hôm nay được 4 con cá. Đây con tiếp theo. Cầm 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 này. Con cá, con cá, con cá. Ừ, đây là con cá thứ 4 các bạn. Đấy. Vừa mới bắn được. Và anh tiếp tục này mình bật súng lại để bắn tiếp các bạn. Hình như là anh còn thấy một con. Đây là con thứ 4 nha. Anh bắn chết luôn. Thế vậy là buổi sáng hôm nay bắn được 4 con cá này các bạn. Đây là 4 con cá bắn được buổi sáng hôm nay. Do bắn chủ hiệu quả nên cá cũng bây giờ phải chết rồi. Đây là cá hồng nha các bạn nha. Đây là 4 con cá hồng. Đấy. Quá đã luôn. Và anh vẫn tiếp tục đi tìm cá để bắn. Sẽ kiếm con cá thứ 5. Không biết có làm được con cá thứ 5 hay không. Mình đang tiếp tục đường đợi kết quả. Đây cá rất đã các bạn nha. Đấy. Quá đã luôn. Đấy là bốn quả cá thành quả của buổi sáng hôm nay. Cá rất nhiều các bạn, nếu không chặt con hai yến thì anh bảo chặt một con không bắn đúng một con hai yến, mũi tên nó không chắc chắn nên bị trượt. Bây giờ anh em mình chắc phải soạn đồ để nghỉ trưa. Vì hôm nay trời cũng khá nắng các bạn, tắm biển thì rất mát. Về đi nhậu thôi. Bây giờ về làm một chút. Vậy là có mùi nhậu trưa hôm nay rồi các bạn nha. Đấy. Thôi chuồn thôi. Cả là một tập phạt thì đúng là. Cả năm sạt nơi đấy mà. Đâu đâu đâu. Mình cài cái, mình cài cái. Rồi, đi. Tất nạp vừa ban. Thank you.
sao đâu anh lấy vậy ạ? Anh lấy thất gì vậy? Càng thịt thú đấy mày.